Rồi sau một lúc thì mình tích lỗi ra thì mình phát hiện ra lỗi là F96 các bạn ha. Đó, 96. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình kiểm tra các bạn ha. Rồi sau một lúc thì mình cũng đã đo kiểm rất là nhiều thứ ha, thì nó cũng không có lệnh xuống công suất các bạn ha. Thì mình đã tách ra, mình đã tách cái phần công suất ra, thì mình đưa đèn vô mình thử thì nó sẽ có lệnh xuống các bạn ha. Nhưng mà cái công suất thì khi mình đo thì nó không có chạm nha, nó không chạm, nhưng mà cuối cùng thì nó đã bị, nó bị gãy cái đường mà chân phao các bạn ha. Thì nó đã bị gãy chân phao thì nó làm cho mất cái điện áp phao thì nó mới sinh ra cái lỗi ha. Đó, nhưng công suất này thì mình đo UVW thì nó vẫn còn bình thường đó. Nên các bạn kiểm tra những cái khu vực gần gần đây ha, những cái chân phao, nó có một chân phao ở đây ha. Đó, khi mình hút ra thì nó sẽ hết chạm. Rồi mình test đèn thì nó có lệnh ok xuống các bạn ha. Đó, thì mình kết luận lại công suất này nó bị hư lỗi các bạn ha, nó bị lỗi rồi. Đó, thì bây giờ mình sẽ đo một vài chỗ ha. Ok hết thì mình sẽ tiến hành mình thay phần công suất các bạn. Các bạn thấy không? Nó bị gãy ha. Đó. Bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem cái lệnh nó đưa xuống ha. Thì khi hoạt động thì phải có lệnh cấp từ IC vi xử lý đưa công suất các bạn ha, thì có lệnh nó mới hoạt động được. Nó các bạn thấy không? Đèn sáng, sáu đèn đều sáng hết các bạn ha. Đó. Nó đèn sáng hết thì nó mới đủ lệnh để cho mình cấp cho công suất chạy. Còn khi mà nó không chạy nữa thì cái phần khác nữa các bạn ha. Ví dụ mà nó có lệnh đưa xuống công suất và công suất không chạy được thì nó sẽ còn nhiều nguyên nhân ha. Mạch bảo vệ hoặc là điện áp ha, nó rất là nhiều thứ. Nhưng mà đầu tiên mình phải xác định là phải có lệnh xuống. Đó. Thì giờ nó có lệnh xuống ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình hút công suất này ra. Thì theo quan sát các bạn thấy không? Mạch này còn rất là zin các bạn ha. Chưa có ai khui gì hết. Đó. Mạch đời này rất là còn mới ha. Đó. Mình mới hút cái phần công suất với mấy phần IC này ra mình đo chân lại ha. Đó. Rồi. Đây là những cái mạch mà bót ha, chân bót nè, còn nguyên luôn nè, mình chưa hút ra luôn. Đó, thì cái mạch này và những cái chân này thì không liên quan nên mình để. Đó, sáu con điện trở mình đã hút ra ha. Nè, mình tách ra nè, để xem khi mình đưa vô thì nó bị chạm mà, nó chạm nó mất cái điện áp ha, nên mình tách ra luôn. Đó. Các bạn thấy không? Các bạn nếu mà có thử thì các bạn có thể thử bằng cách này ha. Đó, thì mình loại trừ ra từ từ. Nếu mà công suất hư thì mình thay công suất, còn nếu không hư thì mình sửa ngược lại phần trong. Mình khỏi phải hút cái công suất này ra chỉ cho nó cực ha. Đó, sau khi mà mình thử thì mình kết luận là công suất bị hư. Đó. Thì bây giờ mình sẽ hút cái công suất này ra. Các bạn nhìn ha. Keo còn nguyên các bạn ha. Thì cái đời bana thì nó sẽ đổ keo lên cái phần mạch các bạn ha. Đó, thì mà các bạn muốn hút được thì các bạn phải cải cái keo này ra thì mình mới chấm chì nó mới ăn được ha. Đó, nó bảo vệ mạch á. Rồi các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ nhả những cái bóng đèn của mình ra, rồi mình sẽ hàn những con điện trở lại ha. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành mình hút công suất ra, mình sẽ thay vào công suất mới các bạn ha. Rồi mình sẽ test thử cho các bạn xem thử nó có chạy được không hay là nó báo lỗi tiếp ha. Rồi, sau một lúc thì mình cũng đã tháo được cái mấy con điện trở, mấy điện trở lại các bạn ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ hút công suất ra tiếp. Mình sẽ cạo những cái lớp keo ra mà sẽ hút ra ha. Rồi xong các bạn ha, mình đã hút được cái công suất này ra. Thì các bạn sẽ quan sát ha, thì cái đời này á, đời cao các bạn ha, nó thì nó sẽ có chạy công suất này, nó giống như công suất của thằng Daikin các bạn ha, công suất slim á ha. Nó thì mình quan sát thì công suất này nó chưa có nổ ha, nó vẫn còn nguyên. Nó thì bây giờ mình sẽ lấy một cái công suất mới ha, mình sẽ lắp vào cái vị trí cũ này ha, mình sẽ hàn lại.
Đây là công suất mọi người ha. Rồi mình đã tìm được cái công suất nó đã giống nó các bạn ha, giống số được các bạn ha. Mình phải tìm giống số giống công suất thì có thể là nó sẽ chạy một ngựa khác một ngựa gửi khác ha. Các bạn nên phải tìm đúng cái mã số của nó ha. Nó thì công suất này mình đã mua bên linh kiện của thằng ST các bạn ha. Linh kiện này bán rất là uy tín các bạn ha, nó những cái linh kiện rất là chất lượng đó. Thì trên đây thì các bạn thấy nó có keo ha, thì khi nó băng lại đó nó dính keo thì các bạn nên cạo cho sạch sẽ để mình ốp vô miếng nhôm á, cho nó dẫn nhiệt tốt ha, để cho công suất mình được mát thì tuổi thọ nó rất lâu ha, còn nếu nó nóng lên có thể nó mau hư. Rồi xong rồi ha. Đó. Nếu công suất các bạn mua mà nó đẹp thì các bạn cứ lắp vô bình thường các bạn ha, mình có nó mình tha cái mở dẫn nhiệt vô ha, đây là mở nhiệt còn dư nè. Đó mà sẽ chét vào cho nó đều các bạn ha. Thì công suất này rất là nhỏ ha, mình chỉ cần một lượng mở ít là đủ rồi. Đó. Thì các bạn coi cái chiều nào đúng thì mình sẽ lắp lại ha. Bây giờ mình sẽ gắn vô đây trước các bạn ha. Nếu mình gắn vô miếng nhôm á thì mình không thấy đường mình lắp vô đây đâu. Đó, mình phải lắp vô đây trước. Cái đời này cũng khá là hay các bạn ha. Thì nó có một cái khung mũ nhựa. Nó có khung mũ nhựa để bảo vệ cái công suất các bạn ha. Ví dụ thằng lằn mà có bò vào thì nó cũng không có chèn vô được ha. Nó cũng rất là hay. Thì còn cái mặt mặt dưới thì nó sẽ đổ keo. Nên cái đời này thì mình đánh giá nó độ chất lượng nó cũng khá cao các bạn ha. Đó. Cái đời mà nó sẽ có hai bo, đời hai bo rồi các bạn ha. Thì những cái đời đó là nó đã qua đời rồi, dùng mình thì nó cũng gần hết máy rồi ha. Bây giờ nó chuyển tiếp những cái đời này ha. Bây giờ nó sẽ dùng những cái đời cao ha. Rồi bây giờ mình sẽ lắp ốc lại các bạn ha. Bữa hôm có bạn nào hỏi mình là kiểm tra rồi có 6 lệnh xuống rồi ok hết rồi mà công suất nó vẫn không chạy. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái này thử nó có chạy không ha, để mình hướng dẫn cho các anh em nào mà mới tập tành vô làm ha. Rồi mình cũng đã hàn được cái công suất vào các bạn ha. Đó các bạn thấy không, hàn chấm cũng bình thường thôi các bạn ha, hàn chấm đều tay thôi đó. Thì bây giờ mình sẽ thử, nếu mà nó chạy á thì là mình đã sửa được đúng cái ban ha, còn nếu mà nó không chạy thì nó sẽ báo lỗi, mình sẽ tiếp tục mình sửa. Rồi bây giờ mình sẽ đo thử nó có chậm chạp gì không các bạn ha. Trong quá trình mình hàn á thì có thể là chì nó bị bám vào nhau, có thể là nó bị chạm đó, mình sẽ đo hoặc cái công suất mà nó bị lỗi các bạn ha. Công suất mới cũng có thể bị lỗi các bạn ha. Đó, thì mình sẽ đo trước để mình cắm nguồn vô. Đó, ok các bạn ha, mọi thứ đều ok. Đó, thì giờ mình sẽ lắp vào lốc, mình test thử ha. Thì đời bana này thì mình có thể là kích cho bo nóng chạy không các bạn ha, khỏi cần bo đầu. Đó, mình sẽ test trực tiếp trên bo nóng. Các bạn nên gắn cảm biến vô các bạn ha, đủ cảm biến thì nó sẽ chạy ha. Thì cái bana thì muốn chạy được công suất á, thì phải nhất thiết phải có lệnh ha các bạn. Hồi nãy mình đã thử bóng đèn cho các bạn xem đó, các bạn phải tìm đúng cho nó đủ lệnh ra, rồi sau đó thì mình mới tiến hành sửa bên phần khối công suất. Nếu mà đã có đủ lệnh rồi thì mình sẽ xử lý bên phần công suất. Công suất nó muốn chạy được phải có lệnh ha. Còn nếu công suất nó không chạy được thì nó sẽ gí lên các bạn ha. Mình sẽ nghe nó gí lên cái rồi xong nó rớt xuống. Nó là công suất nó chưa chạy. Đó. Rồi giờ mình sẽ test các bạn ha. À, cái này là... Rồi. Mình nghe nó chạy ha. Nhưng mà mình đang bật cái đèn bảo vệ các bạn. Thì nó vừa chạy lên nó cúp xuống. Ha.
Bây giờ mình sẽ xả điện rồi xong mình sẽ kích lại. Tại vì có đèn bảo vệ thì nó không đủ dòng để cho nó không đủ nguồn các bạn, để cho cấp trong sức chạy ha. Khi nó gí lên đó thì nó sẽ tiêu thụ điện rất là lớn ha. Rồi bây giờ mình sẽ bật thẳng lên các bạn ha. Rồi bây giờ nó chạy mà nó chạy ngược các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đổi chân lốc lại. Thì khi lốc chạy ngược á thì các bạn có thể đổi là trong 1 trong 3 giây, giây nào cũng được các bạn ha. Đó. Mình cứ đổi vào trong 1 trong 3 giây thì nó sẽ chạy xuôi lại thôi. Rồi giờ mình sẽ kẹp lại các bạn ha. Đó. Các bạn nghe nó đá lại cái cạch cái nó mới chạy được các bạn ha. Đó. Rồi, ok chứ các bạn ha. Đó. Thì sửa thì nó cũng nếu mà mình sửa đúng bệnh á, thì nó cũng khá là dễ ha. Còn nếu mình sửa không đúng bệnh á, nó gặp rất là nhiều khó khăn các bạn. Có thể là mình không tìm được cái đường ra luôn. Nên các bạn khi mà mình sửa thì mình phải đo kỹ ha, mình phải tìm đúng cái bệnh của nó ha. Đó. Mình, lúc đầu mình rất là khó các bạn ha, nhưng mà khi mình làm quen rồi á thì bạn nào cũng như thôi. Bạn nào cũng như vậy thôi. Khi mình làm quen rồi thì mình sẽ cảm thấy nó cũng đỡ, nó khó hơn chút xíu ha. Đó.